Xin chào các bác, đoạn video hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nhục thung dung. Theo đông y, nhục thung dung có vị ngọt, chua, mặn, tính ôn, vào thận, đại tràng, có tác dụng bổ thận trợ dương, ích tinh huyết, cường kiện, gân cốt, nhuận tràng. Về khu vực phân bố, nhục thung dung là vị thuốc có nguồn gốc từ các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, ngoài ra cây còn mọc ở Mông Cổ. Và ở Việt Nam, nhục thung dung phân bố chủ yếu ở một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta như Lào Cai, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lai Châu, vân vân. Về bộ phận dùng, toàn cây đều được dùng làm thuốc. Về cách chế biến và thu hái, tại những nơi có cây thuốc này, người dân thu hoạch vào hai mùa xuân và mùa thu. Người dân chế biến nhục thung dung với mật ong để giúp bảo quản lâu hơn. Về tác dụng của nhục thung dung, theo đông y, nhục thung dung có vị ngọt, chua, mặn, tính ôn thận, tốt cho đại tràng. Cây có tác dụng chính như sau. Dược tính trong nhục thung dung có tác dụng cực kỳ hiệu quả với sức khỏe con người như chống não hóa, tiết phân nước bọt, điều trị u xơ tử cung, hạ huyết áp, điều trị khí huyết hư hàn, thấp nhiệt hay là chân tay lạnh, ôn thận tráng dương, nhuận tràng thông tiện, thận dương hư, di tinh, liệt dương, lưng đau gối mỏi, tiểu đêm, điều trị vô sinh do suy giảm sinh lý, điều trị tiểu rắt, dị niệu. Đối tượng sử dụng nhờ hiệu quả tuyệt vời cho sinh lý nam giới, bởi vậy nhục thung dung được sử dụng rất nhiều trong y học cổ truyền. Cây được y học cổ truyền ứng dụng để điều trị các trường hợp suy giảm sinh lý ở nam giới. Cụ thể cây được dùng trong các trường hợp sau. Một là dùng trong các trường hợp thận hư, liệt dương, lưng và gối đau buốt. Hai là dùng cho trường hợp thận dương hư, di tinh liệt dương, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm, di niệu, sợ lạnh, chân tay lạnh, tỳ vị hư hàn, người cao tuổi, dương hư, táo bón, phụ nữ vô sinh. 3 là dùng cho các trường hợp thận hư, liệt dương. 4 là người bị táo bón ở người cao tuổi do khí huyết hư. 5 là dùng cho các trường hợp tiểu rắt, di niệu. Về cách nhận biết nhục thung dung, có nhiều người hay nhầm lẫn giữa nhục thung dung và lấm tích dương. Dưới đây là những điểm cơ bản để nhận biết nhục thung dung. Dựa về màu sắc để phân biệt, nhục thung dung chuẩn có màu đen tuyền. Về mùi hương, nhục thung dung có mùi rất thơm như mùi thuốc bắc. Về mùi vị, có vị hơi ngọt. Lõi bên trong có màu đen toàn phần. Và nhục thung dung chuẩn sẽ hơi mềm. Vỏ bên ngoài có vảy bóng, chịu nhiệt tốt. Hình dáng trung bình, đường kính khoảng bằng ngón tay cái trở lên. Về cách dùng nhục thung dung, dưới đây là một số cách dùng cho nam giới bằng loại cây này rất hiệu quả. Cách ngâm rượu nhục thung dung, người ta thường sử dụng nhục thung dung bằng cách ngâm rượu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ngâm rượu loại thuốc quý này để phát huy tối đa các thành phần dược chất bên trong loại thảo dược này. Nhiều người cho rằng chỉ cần mua nhục thung dung về rồi đổ rượu vào ngâm là xong. Tuy nhiên, suy luận này là sai hoàn toàn, bởi như vậy hoàn toàn không phát huy được tác dụng chữa bệnh của cây nhục thung dung. Muốn ngâm rượu nhục thung dung, bạn cần thực hiện các bước sau. Cách 1 là ngâm độc vị nhục thung dung. Bước 1, nhục thung dung sau khi mua về đem hơ qua lửa. Bạn có thể hơ trên lửa than, hoa hoặc bếp ga, nhưng lưu ý để lửa nhỏ để tránh cháy xém. Bước 2, dùng khăn khô lau sạch phần vỏ ngoài của nhục thung dung, loại bỏ bụi bặm. Bước 3, cho nhục thung dung vào bình ngâm rượu, sau đó cho rượu vào ngâm. Tỷ lệ 1 kg nhục thung dung ngâm với 8 lít rượu trên 40 độ. Bước 4, đậy lắp kín, tránh ánh nắng trực tiếp, sau 20 ngày là có thể sử dụng được. Mỗi bữa dùng 1 đến 2 ly nhỏ. Cách 2 là ngâm rượu nhục thung dung với các thảo dược khác. Ngoài ngâm nhục thung dung với rượu không, bạn có thể kết hợp với nhục thung dung với một số thảo dược khác để ngâm chung với rượu. 1 là nhục thung dung 1 kg, dâm dương hoắc 0,5 kg, sâm cau 0,5 kg, sơn thù du 0,5 kg. Đem ngâm các vị trên với 15 lít rượu trắng 40 đến 45 độ trong 25 ngày là dùng được. Mỗi bữa uống 2 ly nhỏ. Bài rượu có tác dụng ôn thận, cường dương, điều trị xuất tinh sớm, thận hư, tiểu đêm. Ngoài ra bài rượu này còn có công dụng điều trị nhiệt dương ở nam giới. Hoặc cũng có thể ngâm nhục thung dung với các loại sau. Nhục thung dung 1 kg, ba kích 0,5 kg, sâm cau 0,5 kg, nấm ngọc cầu 0,5 kg, dâm dương hoắc 0,2 kg. Đem ngâm các vị trên với 15 lít rượu trắng 40 đến 45 độ, ngâm trong vòng 25 ngày là dùng được. Mỗi bữa uống 1 đến 2 ly nhỏ. Lưu ý,
Dù là ngâm nhục thung dung với các loại dược liệu nào thì bạn cũng cần phải hơ qua lửa như cách trên đã hướng dẫn. Và cách cuối cùng là sắc nước nhục thung dung uống hàng ngày. Ngoài ngâm rượu nhục thung dung, bạn có thể sắc nước uống. Mỗi lần sử dụng bạn cho khoảng 20 đến 30 gram nhục thung dung đun với 1,5 lít nước trong 30 phút. Khi nào lượng nước còn khoảng 1 lít thì dừng lại. Nước nhục thung dung thu được nên uống hết trong ngày. Thời gian uống kéo dài ít nhất 1 tuần sẽ giúp phát huy tối đa công dụng của cây thuốc. Lưu ý khi sử dụng nhục thung dung, mặc dù nhục thung dung rất tốt cho sức khỏe con người, thế nhưng không phải ai cũng uống được vị thuốc này. Nếu không tránh sẽ gây ra một số tác dụng phụ ngoài mong muốn. Đối tượng nào nên uống nhục thung dung? Người bị rối loạn cương cứng, suy giảm chức năng sinh lý, người bị tinh trùng loãng mất ngủ, người bị tiểu đêm, tiểu rắt, người bị cao huyết áp, vân vân. Những ai không nên uống nhục thung dung? Người có tính hàn, trẻ em và phụ nữ mang thai cũng không nên sử dụng nhục thung dung. Chúng tôi có cung cấp nhục thung dung, ba kích, sâm cau, nấm ngọc cẩu, dâm dương hoắc và các đồ ngâm rượu qua đường bưu điện. Các bạn chỉ việc kiểm tra hàng rồi trả tiền. Số điện thoại liên hệ 0965 076518, gọi để được tư vấn và mua hàng. Xin cảm ơn.